Trường Trung học cơ sở Chu Văn An thân chào các em học sinh. Chúng ta đã được học các loại hợp chất vô cơ như oxide, acid, base và muối. Hôm nay chúng ta sẽ tổng hợp lại xem coi các hợp chất vô cơ đó có mối quan hệ như thế nào nhé. Mối quan hệ giữa chúng được tổng hợp lại dưới bảng sau đây. Từ tính chất hóa học của các hợp chất vô cơ, các em thấy rằng những hợp chất này có thể chuyển đổi hóa học thành các hợp chất khác. Ví dụ, từ basic oxide có thể chuyển thành muối, từ acidic oxide cũng có thể chuyển thành muối. Từ basic oxide có thể chuyển thành base. Từ acidic oxide có thể chuyển thành acid. Hai mũi tên từ trên đổ xuống, chúng ta dễ dàng nhớ. Các em chỉ việc đổ nước vào, nó chảy xuống, nó sẽ thành base hoặc acid, tùy theo loại oxit ban đầu. Muối là trung tâm của các loại hợp chất. Vậy, từ bốn loại hợp chất chúng ta đã học, đều có thể chuyển đổi thành muối. Và ngược lại, từ muối có thể chuyển thành base, cũng như chuyển thành acid. Lưu ý, chuyển đổi thứ tư, từ base chuyển thành basic oxide, thì base đó phải là base không tan nhé. Và phần chuyển đổi này, các em sẽ luyện qua các phản ứng minh họa sau. Các em luyện viết phản ứng, và sau đó đánh số thứ tự tương ứng với chuyển đổi lúc nãy, chính chuyển đổi lúc nãy ở phần trước. Bây giờ chúng ta sẽ vận dụng một số bài tập. Kiểu bài thứ nhất là chuỗi phản ứng. Từ Fe chuyển thành FeCl2, sau đó chuyển thành FeNO3 2 lần, chuyển tiếp thành FeOH 2 lần và chuyển thành FeSO4. Các em cần nhớ điều này. Một chất đã không tan, một hợp chất đã không tan, thì các em chỉ có thể cho vào acid để chúng phản ứng nhé. Trước hết, chúng ta sẽ phân loại những chất đề cho, xem chúng thuộc loại chất gì. Thầy nói loại chất, chứ thầy không nói trạng thái nha. Các bạn hay nhầm lẫn giữa loại chất và trạng thái. Loại chất là kim loại, phi kim, oxide, acid, base hay là muối. Còn trạng thái là rắn lỏng khí. Fe thuộc loại chất kim loại. Và thầy đã phân loại các loại chất bên dưới. Nhắc lại một tí. Hợp chất có OH đứng cuối là base. Muối thì sẽ có kim loại gắn với gốc acid. Các em tra bảng tính toán để nhìn ra muối. Chuyển đổi thứ nhất. Từ kim loại Fe thành muối FeCl2. Vậy chúng ta có nhiều cách. Chúng ta có thể cho tác dụng với acid. Acid có gốc Cl là HCl. Hoặc các em có thể cộng trực tiếp với muối, tác dụng với muối. Ví dụ muối đồng 2, COCl2, thì các em cũng có thể chuyển thành FeCl2 được. Chuyển đổi thứ nhì, từ muối ra muối. Chuyển đổi này phải có điều kiện. Đó là gì các em còn nhớ không? Khi dung dịch muối phản ứng, thì sản phẩm bắt buộc phải có chất không tan hoặc chất khí. Vì vậy chúng ta quan sát thấy FeCl2, nó có gốc Cl, chuyển thành gốc NO3. Vậy, hợp chất tác dụng với FeCl2 để thành FeNO3 2 lần, bắt buộc phải có gốc NO3. Nhưng gốc này không tan với mọi kim loại gắn vào nó. Vậy chúng ta chỉ còn một cách là tìm cái kim loại nào để gắn với gốc Cl nó tạo thành chất không tan. Hay nói cách khác là tạo cái tủa. Nhìn vào bảng tính toán chúng ta thấy đó chính là kim loại Ag. Vì thế chúng ta chọn AgNO3 để tác dụng với FeCl2. Nó sẽ chuyển thành FeNO3 2 lần.
Chuyển đổi tiếp theo từ muối FeNO3 hai lần thành base FeOH hai lần. Các em thấy xuất hiện nhóm OH khi chuyển đổi xong. Vậy chúng ta phải chọn các hợp chất có nhóm OH. Nói cách khác là phải chọn một base cho tác dụng với muối sắt ban đầu. Và base này phải thỏa điều kiện là tan. Vì điều kiện phản ứng của chúng ta là hai tan tạo tủa hoặc khí đó. Vậy chúng ta chọn NaOH. Ngoài NaOH, các em có thể chọn các base tan khác. Chuyển đổi cuối cùng từ base sang muối. Các em chú ý, base này không tan. Vì vậy chúng ta chỉ có một cách thôi. Đó là thêm cái gì vào. Lúc nãy thầy mới nói ở lúc đầu á. Nếu bạn nào quên thì trả lại phía trước để nghe nhé. Phần này các em sẽ tự làm. Bây giờ chúng ta tóm tắt lại. Từ kim loại chuyển sang muối. Nếu kim loại đó trước H, các em có thể cộng acid hoặc cộng muối tan. Từ muối chuyển sang muối thì ưu tiên một là cộng với muối. Muối sang muối thì tác dụng với muối. Và vẫn phải thỏa điều kiện hai tan tạo tủa. Từ muối sang base thì phải tác dụng với base. Ưu tiên vẫn xét điều kiện hai tan tạo tủa. Và từ base sang muối là ưu tiên một cộng với acid. Bởi vì phản ứng giữa base với acid không cần xét điều kiện phản ứng. Và nó luôn luôn xảy ra. Vậy tóm lại, từ muối mà tạo cái hợp chất nào thì em cộng đúng cái hợp chất đó cho thầy. Nghĩa là từ muối sang muối thì ưu tiên cộng muối, muối sang base thì ưu tiên cộng base, muối sang acid thì ưu tiên cộng thêm acid vô. Các em luyện bài 1 nhé. Bài 2, chúng ta sẽ ôn lại phần tính toán. Các em đọc đề. Hôm nay thầy sẽ hướng dẫn các em một cách tính theo phương trình khác hơn một tí. Tức là chúng ta không điền các số vào dưới phương trình hóa học nữa, mà chúng ta sẽ quan sát tỷ lệ số mol. Cách này sẽ giúp cho các em lên lớp 10 làm bài nhanh hơn để kiểm tra trắc nghiệm. Từ 6,2 gram natri oxit, chúng ta có thể đổi thành số mol. Thầy dùng từ cũ, từ mới bây giờ là sodium oxide. Số mol Na2O. Lấy 6,2 chia M lớn là 62 ra 0,1 mol. Khi các em giải thực tế, các em phải xếp phép tính ra nha. Không ghi giống như lời giải đầu. Cái này mình chỉ làm để mai mốt chuẩn bị cho lớp 10 làm trắc nghiệm cho lẹ thôi. Sau đó viết phương trình. Nhớ cân bằng. Nhìn vào phương trình hóa học, chúng ta thấy số mol NaOH nó gấp đôi số mol Na2O. Nhìn vào chỉ số mình thấy nè. 2NaOH nhưng chỉ có 1Na2O. Đề kêu tính nồng độ phần trăm của dung dịch A khi cho natri sodium oxide vào nước thì được dung dịch A. Vậy dung dịch A đó chính là NaOH, sodium hydroxide. Vậy chúng ta phải tìm được số mol của sodium hydroxide NaOH. Nhìn vô phương trình mình thấy số mol này bằng 2 lần số mol Na2O. Vậy lấy 0,1 nhân cho 2 thì được 0,2 mol. Sau đó chuyển nó thành khối lượng vì đề yêu cầu tính nồng độ phần trăm. Theo công thức tính nồng độ phần trăm thì chúng ta phải dùng khối lượng để tính. Tính ra khối lượng NaOH. Có khối lượng của chất tan chưa đủ, chúng ta cần phải tìm khối lượng dung dịch. Bởi vì công thức tính C phần trăm sẽ bằng khối lượng chất tan nhân 100 chia cho khối lượng dung dịch và xem phần trăm là đơn vị tính. Khối lượng dung dịch A này chúng ta dùng hệ quả của định luật bảo toàn khối lượng để tính. Bây giờ mình cùng suy nghĩ. Dung dịch A này là mình cho 6,2 gram Na2O vào 193,8 gram nước. Vậy có phải cái khối lượng cuối cùng nó bằng tổng khối lượng của hai cái này không? Tức là khối lượng dung dịch A sẽ bằng khối lượng Na2O này cộng cho khối lượng của nước. Đây, phản ứng không có chất nào mất đi hết, không có khí, không có chất kết tủa, nên chúng ta không trừ gì cả. Cộng lại, ra khối lượng dung dịch A là 200 gram. Có khối lượng dung dịch, có khối lượng chất tan, các em sẽ tính được nồng độ phần trăm của NaOH. Kết quả là 4%.
Về nhà, các em viết bài đầy đủ và làm thêm bài tập 241. Thầy Lữ tạm biệt các em và hẹn các em ở những tiết học sau nhé. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.